Hyundai Santa Fe 2022 thì nên trang bị những gì? Tiên là về phần đèn ánh sáng thì bác ấy có trang bị một cặp. Đấy, đầu tiên đó là cặp laser, đấy, Omega và cặp bi LED, Domax X LED, zin theo xe luôn. Và đây đó là ánh sáng của một cặp này. Đấy, đây là chưa căn chỉnh gì nha, các bạn nhìn đây này, cái tâm của nó này. Đấy, chưa căn chỉnh nhé. Về bên sườn đây này thì bác ấy có trang bị một chiếc bậc lên xuống, bậc cơ nhé, zin theo xe, giúp xe khỏe khoắn hơn, và ngoài ra nó còn giúp bảo vệ cái sườn xe của chúng ta trong trường hợp xấu chúng ta có va chạm. Còn tính năng chính của nó ấy, là giúp chúng ta đó là lên xuống nó dễ dàng hơn. Các bạn thấy này, bước lên vào trong xe nhé, thì bác ấy về cái bộ sàn đây này thì đầu tiên bác ấy có bọc một lớp sàn da simili, như các bạn thấy này, ở bên dưới. Sau đó là sẽ trải một lớp thảm của Thái Lan đặt ở trên. Ưu điểm của cái thảm này nhé, đó chính là nó nhỏ gọn và nó bằng vật liệu nguyên chất, không mùi, không thấm nước. Đấy, các bạn thấy này, sàn zin luôn theo xe luôn. Đấy, nó rất là nhỏ gọn. Ở hai hàng ghế sau cũng vậy. Đấy, này rất là dễ vệ sinh nhé. Tiếp đến nhé, là bác ấy có trang bị đây này, một chiếc camera hành trình 70 mi A500S quay trước và sau nhé. Đấy, mã này thì độ phân giải của nó 2K cơ. Về phần giải trí ấy, thì bác ấy có trang bị một mã Android Book. Đây là của hãng GoTech nhé. Chúng ta có thể cắm vào cái cổng Apple CarPlay này. Đấy, thì ngay lập tức màn hình zin sẽ chuyển về màn Android này. Xử lý cũng rất là mượt nhé. Đấy, có bản đồ cảnh báo tốc độ hết, la lệnh giọng nói. Mở video nhạc trẻ remix. Cái này thì do mạng của chúng ta thôi, mạng của chúng ta càng khỏe thì càng tốt. Đấy, xem. Đấy, thằng này thì có thể là tích hợp cả cảm biến áp suất lốp vào đây nhé. Đấy, rất là mượt luôn. Về phần cốp nhé, là bác ấy có trang bị cái giải LED đuôi này. Đấy, vào trong cốp nhé. Thì bác ấy đầu tiên này, bác ấy cũng trải một lớp thảm của Thái Lan này. Đấy, cả ở hai hàng ghế lưng, hai hàng ghế sau này. Và đặc biệt đây này, bác ấy có trang bị một quả loa súp trầm MTS mã V10. Con này thì đánh rất là uy lực nhá. Các bạn thấy này. Đấy, vì cốp con này rất rộng, với những dòng Santa Fe thì chúng ta có thể lắp những quả súp đặt ở cốp phụ này. Là cốp này thì cái chất âm của nó với hay nhé, đánh nó rất là chắc luôn. Đấy, vừa rồi mình đã đi thực tế cho các bạn là chiếc Hyundai Santa Fe 2022 nên trang bị những cái món gì, thì các bác tham khảo tùy vào điều kiện và nhu cầu của chúng ta để chúng ta chọn cho mình cái mã phù hợp. Còn bên mình là bên Trung Auto thì có tất cả các đồ nhé. Đấy, các bác nhớ qua ủng hộ Trung Auto và đừng quên em Cường nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.